video này đang quay lại cảnh một ông cụ tầm cỡ 70 đến 80 tuổi dám thực hiện một động tác nhảy từ một vách đá dựng đứng có độ cao lên tới vài chục mét. Nhưng các bạn hãy quan sát thật kỹ tấm bia tưởng niệm ở trên vách đá này. Đây là một tấm bia tưởng niệm dành cho một người đã mất cũng nhảy từ độ cao giống như ông cụ này. Và sau khi nhảy xuống, anh ấy đã bị một con cá mập xé xác.